Mình chào tất cả các bạn nha. Tiếp theo nội dung ngày hôm nay, mình sẽ kiểm tra một cái đơn hàng nữa. Thì đơn hàng này mình nhận được của anh Quang các bạn, đến từ Hà Nam. Hà Nam anh gửi về cho mình. Quang xem đây. Ở Hà Nam. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là cái đơn hàng này là đã gửi con máy gì cho mình kiểm tra nha các bạn. Rồi mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái quá trình mà chúng ta xử lý con máy này. Thì thì anh có cho mình cái địa chỉ của anh để gửi về các bạn xem đây. Thì anh để là nội dung là cưa hỏng và sửa giúp em. Thì địa chỉ của anh là Lê Văn Quang, Văn Quang. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra nha các bạn. Hầu tưởng chết hết rồi, giờ hầu công an bao dây lại tập trung người ta xuống sàn, ta kiếm thì gặp mẹ con nằm chết chứ em dưới đó. Chết chứ đó. Còn ổng thì sao? Ổng chích xăng. Ổng chích xăng trai bệnh. Đây là dòng hy tí chi nha các bạn. Ông nào hút thuốc. Ông nào hút thuốc. Mạnh ghê ra, thuốc mà mạnh ghê ra. Thì mình vừa kiểm tra về phôi sơ bộ là dàn hơi và lửa thì cả hai đều hoạt động rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại bình sơn con nhé các bạn. Về cơ bản thì con máy này hơi có nè, lửa còn, chỉ còn lại xăng thôi. Bây giờ để mình kiểm tra xem là con máy này nó hoạt động như thế nào. Mình sẽ bấm xăng phụ bị bể các bạn. Thì máy này có hiện tượng là không có qua xăng. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bình xăng con nó nhé các bạn.
của máy này bơm xăng phụ không có còn nữa các bạn, không có sử dụng, đã ém lại rồi nè. Về cái phần này nếu mà chút chúng ta muốn xử lý, chúng ta muốn khắc phục hồi lại thì các bạn chỉ việc là nối lại cái phần đường dẫn này thôi. Cái lốc xăng các bạn. Xăng nó đã trào qua các bạn, nghĩa là cái đường dẫn xăng này mình không có cần kiểm tra lại nữa. Từ khi mình đóng chặt cái nắp lại thì xăng nó đã ùa qua. Thì muốn kiểm tra cái hệ thống xăng này, các bạn chỉ việc tháo cái phần nắp bên trên này, tháo phần nắp này. Đây là bên trong cái hệ thống đường dẫn xăng đó các bạn. Cái đường dẫn nó từ đây nè. Một cái ống xăng hồi và một cái ống xăng trả. Quên, mình nói lộn, ống hồi và ống trả cũng vậy thôi. Một cái ống xăng lên, nghĩa là ống hút các bạn, và một cái ống xăng trả. Các bạn xem kỹ cho mình nha. Đây. Xăng nó trào qua các bạn. Cái ống hồi nó liên quan về cái phần vú bơm này. Bây giờ mình sẽ khắc phục cái phần phục hồi lại, mình sẽ phục hồi cái phần vú bơm này lại luôn. Thì mình sẽ thay cái đoạn dây này. Tại dây này lấy từ cái phần ống truyền dịch đó các bạn. Nghĩa là ống nước biển đó. Trong Nam mình gọi là ống nước biển, nhưng mà các bạn gọi đúng là cái ống truyền dịch của y tế. Nó bị cứng rồi các bạn, và nó không có độ. Các bạn quan sát thử cho mình. Trong hai cái núm này, quên, trong hai cái phần ống này, một ống hút và ống trả các bạn. Ống hút thì các bạn nếu mà đặt cái vị trí tay mình vào nó hít và nó không kêu, nghĩa là cái ống đó ống hút đó. Đây. Các bạn nghe cái tiếng kèn đỏ đỏ trong này nó kêu nè. Thì ở đây là cái ống hút nè. Ống hút. Ống hút thì các bạn cho vào cái phần một chút, cho vào cái phần bình xăng con này để mà hút cái xăng, cái đoạn xăng qua. Đây là ống hồi các bạn, ống hồi về cái bình chứa xăng. Thì ống hồi là cái ống này nè.
khi mình bóp xăng cái xăng nó qua các bạn. Đây, giờ mình sẽ vệ sinh cái phần bình xăng con này nhé. Đây là về cái phần miếng lược chúng ta lắp chưa đúng về cái viện phần vị trí của nó nè. Bạn xem đây, thay vì mình lật ngửa lên chứ không phải là lật úp lại như gì các bạn. Đây, thêm một cái chi tiết nó là giòn các bạn. Cái thằng miếng giòn đệm này chúng ta để ở phần mé bên dưới, nghĩa là bên phần dưới chứ không phải là chúng ta đặt ở phần bên trên nhé các bạn. Đây là phần đặt bên trên nè. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, đó. Về phần bánh da nè, chúng ta bị chai luôn rồi. Bị chai. Và về những chi tiết này, đối với cái phần bộ chế này, hai con ốc này không có sự phân biệt các bạn, nghĩa là không có điểm khác biệt, là về cái phần gen này, phần gen và hai cái độ dài của hai cái cây kim này, thêm một phần nữa là độ lớn nhỏ hoàn toàn không có khác nhau, nên là các bạn lắp bên nào cũng được. Còn đối với mà nó có phân biệt gen to, gen thường hay là cây lớn cây nhỏ thì bắt buộc các bạn phải lắp cho đúng nha. Đây là cái này thì hai cây này là hoàn toàn giống nhau, các bạn để bên nào cũng được. Rồi. Mình sẽ xử lý lại cái phần miếng lược này. Thì các bạn đặt vào đúng cái vị trí như vậy cho mình. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra những cái chi tiết phần miếng da này. Những cái phần miếng da này nó không còn độ nhảy tốt thì các bạn cũng phải xử lý luôn các bạn. Đây, về vị trí lắp đặt thì các bạn lắp đúng vào giống y như mình. Đây là đầu tiên miếng giòn chúng ta đặt trước,
cái đó là cái hình này. Về phần cái miếng giòn đệm của da bơm đồng tiền này, bạn để vào trước, sau đó là chúng ta để cái miếng da bơm đồng tiền này lên sau. Về phần hai kim này, mình đã nói nãy giờ không có điểm khác biệt thì các bạn lắp bên nào cũng được nha. Cái dòng này nó chỉnh giống như là cái phần mũi vít của dòng mấy con Hyundai mới các bạn. Vì nó chỉnh không phải là cái đầu dẹp như thế này đâu, mà nó tròn và nó vuông góc một bên, nó dạt mép một bên, giống như là cái dòng máy cắt cỏ Honda đó, mà nó dạt mép như vậy đó. Mà cái này do mình là cái này trước đó là thợ đã có sử dụng gạch đi một đường, các bạn xem đây, là gạch cái đường này để chúng ta chỉnh bằng vít dẹp cho nó tiện hơn. Thì các bạn siết chặt đi. Đối với chữ H chúng ta xả ra một dòng. Còn chữ L thì các bạn chữ L là ký hiệu của xăng, các bạn xả ra hai dòng cho mình đi. Một chút chúng ta sẽ căn chỉnh thêm nếu mà máy chúng ta nó có gì đó nó không được ổn định gì đó. Mình sẽ phải loại bỏ cái phần này. Cái phần dây xăng này nó được thay thế nên là chúng ta khó cái lắp vào. Nó bị tụt ra khỏi cái thằng này rồi. Này nó hơi khó, chúng ta lắp vào.
Như vậy là mình vừa hoàn thành cũng như là giải quyết xong một cái con máy dòng Hitachi các bạn. Đối với những dòng này thì mình cũng không có chuộng lắm, vì lý do là mình thấy nó không có giống như là nó không có được cái giá trị các bạn. Vì những dòng này đều là mình gọi là nó giống như là ở Trung Quốc thôi. Cái này mình nói có thể nhiều khi không đúng, các bạn có thể là phản đối mình. Nhưng mà những cái dòng này thì hầu như gọi là mình không có cảm tình về những dòng này, nên mình cũng ít có làm lắm. Mặc dù những con máy này nhiều khi nó về rất là đẹp các bạn. Đấy, thì đấy là mình vừa điểm sơ qua, cũng như là chia sẻ với các bạn cách mà chúng ta khắc phục và xử lý một cái con máy dòng Hitachi tai ngắn này. Thì các bạn nếu mà thấy nội dung của mình thú ích thì các bạn nhớ nhấn like video nha. Còn những bạn nào chưa đăng ký, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông để có thể đón xem được những clip tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn nhé.